cái video trước, cái video gần đây nhất của em thì đó, quay cho anh em xem cái mẻ lưới đầu tiên của Dung chú Năm anh em ha. Bây giờ mình lại tiếp tục mình xem cái những cái mẻ lưới sau này nó sao anh em, và em ghi lại mấy khúc mà lên lưới cho anh em xem thôi nha. Chung là Dung chú Năm thì ổng thả xuống mấy tháng thì tới giờ là ổng chưa có bẻ càng lần nào. Đó là cái dồn vô gốc cây này quá chừng. Lót ra ngoài, lót ra ngoài nè. Lụa không có xẻo. Thiếu kỹ sư đâu có được. Anh nào nắm đây cái đi. Còn ngoài anh Nam ơi, anh Tư ơi, còn đi ngay bụng anh. Quát tươi. Cái này hay rộng không?
Ở bên kia cái đường mương nó hẹp hơn, anh em tính vô vòng vô trong làm ra một lưới một nữa. Cái đường bên đây nó bự, đường bên kia nó nhỏ, là một lưới nữa. Thank you.
Trong kia nó kêu tôm díu à, vậy đúng không? Rộng đâu? Có nói rộng không? Mình ham hả? Ha. Kết thúc anh em ha. Cái video này thì ba cái mẻ lưới sau anh em. Còn một khúm ở trên ruộng ở đó. Ở trên cái cầu đó thì anh em bắt luôn. Nhưng mà chắc cũng ít tôm thôi. Tôm chú Năm thì không có bẻ càng lần nào mới bẻ càng lần đầu tiên luôn anh em ha. Thấy cũng thấy ham. Rồi, và em cũng kết thúc cái video của mình ở đây anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bye bye. Vuông này đẹp quá anh em ơi.
cái rộng trôi. Ừ, nó có ra ngoài con anh ơi, bên hông đó, đó. Con hai con này nhỏ nhỏ. Nhấn một một con. Lên bắt được không à. Trong vũ. Thôi đừng không về. Lùa lùa lên. Vô đây cái hoa lông dây cái chỗ này là dây không à. Dây xong rồi chú rồi con. Mà thì mới xả nước đây mà thì ruột dây nó ra đi. Nó lại. Lại đi. Bớt rồi ha ô vô. Thì nó vô mấy cái chỗ nóc này nó phải ở. Bỏ xe ra. Bỏ xe vô bé luôn. Khúc này mê kìa. Ôi trời ơi, nó có lỗ ha. Để đựng đi, để lùa đi. Anh xách đây nó lọt chì lại. Cho lưới xong vô để nó ruột nha. Chị thẳng nha. Đó. 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 Đó.
nó chạy nước ra chứ gì. Đó. Bung đi chứ, chặn nó đi, bung bung chứ, mượn anh tới đi bỏ lên xuồng chặn nó đó. Con cứng là bỏ lên xuồng. Tâm dây mềm bắt không? Bắt cạn không chú Năm? Sao hả? Sao lột quá hả? Sao lột mất luôn đúng không? Ừ. Lên thẳng cho mấy ông đụng tôm với ông kia nữa. Lột á. Ừ. Ăn mà. Từ đó giờ dưới Năm không khỏe lần nào luôn hả? Không. Lấy bằng cải sạc mấy con rong rong nè. Để rong lên mình phốt mấy ổng nó tên thiên nhiên. Không bẻ nó lên dây nhiều. Em có biết gì đâu mà ông đó không có biết gì đâu mà ghi không ghi cũng là buồn hết thân hết buồn hết thân. Nó làm vậy được nhưng trong được như vậy coi rồi.
cái vuông tôm mà anh em xem nãy giờ là vuông tôm của chú Năm mà anh em ha. Vuông tôm này chú Năm chưa có, nói chung là thả là chú Năm không có bẻ càng từ đó giờ luôn, mới bẻ càng lần đầu. Nên là tôm anh em thấy cũng đẹp nhưng mà lên dây nhiều anh em ha. Rồi, và em kết thúc cái video của mình ở đây anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau ha. Bye.